Chào các bạn, hôm nay Văn Nghĩa xin giới thiệu các bạn chiếc đồng hồ treo tường mang thương hiệu Odo, máy 38, sở hữu gông chữ U màu trắng, trông thanh rất là lớn và ngân vang. Chiếc thùng gỗ thịt được chạm chỗ các họa tiết ở xung quanh, mặt bát giác nằm, kính dưới là kính rào mài cạnh nguyên bản, ở giữa có tay cầm. Đây là hình bên hông của sản phẩm. Đây là bên phải của sản phẩm. Thùng gỗ thịt rất là dày và nặng, không nứt bể. Nguyên bản nhập nguyên chiếc từ Pháp. Sau đây mời các bạn xem các chi tiết bên trong. Đây là bên trong thùng. Mặt số bát giác nằm có dòng chữ Odo ở giữa. Bộ kim số 8 đặc trưng riêng của dòng Odo 30. Đây là quả lắc và chìa khóa nguyên bản. Sau đây mời các bạn xem phần máy của sản phẩm. Có hai cái chốt bát ở dưới, tháo hai cái chốt bát ra. Và một cái chốt máy ở trên đầu. Tháo chút máy trên đầu ra để lấy bộ máy ra ngoài. Đây là hình ảnh bộ máy. Máy 3 vách bệt còn vàng ống, vách máy dày không dùng tu, có dòng chữ Odo ở giữa. Máy còn rất là đẹp. Đây là bộ gông hình chữ U trắng, 8 gông thép rất là dài, cho âm thanh rất là lớn và ngân vang. 8 gông thép còn xanh mướt, các đầu ti còn nguyên bản, chưa có dấu vặn. Video hình ảnh đồng hồ Odo 38 gông chữ U trắng. Chiếc này cho em thấy rất là lớn và ngân vang. Nếu các bạn cần thêm hình ảnh và thông tin chi tiết về chiếc này, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0909 995 344 để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.